Hiền chú Tị, đầu xuân thế nào? Đẹp quá. Nam Điền đẹp quá chứ nhỉ? Phải Điền nhỉ? Điền nhỉ? Lá đẹp quá. Cây này đang có giá bao nhiêu chú? Đang có giá là 2,5 triệu. À. Sửa luôn, sửa răm riêng đây. Chậu cũng được. Khai kéo đây. À đây chắc khai kéo lâu rồi, hôm nay ra chợ thôi. Chào bác cả. Bác ạ. Chào ông. Đi chợ này ạ. Vâng. Mua được cái gì chưa? Chưa, hai bác cháu đang đi ngắm. Ông làm cái này về mà chưa cho nó mới đi này. Đấy. Đặt chờ bác. Cây cảnh. Tay nghề nhất khu vực này rồi. Nhìn lá nhìn ngon nhỉ. Ờ, nhà cháu có cây mới mua ấy thì cháu cũng chả biết làm thế nào, bây giờ nhiều khi là có nhờ bác được không? Vâng được. Thế thì bác cho cháu xin số điện thoại với. Có đi rồi. Ông có rồi. Có rồi. Có rồi. Xin tiền. Lấy đi còn cứ phải. Đấy, lăn tăn quá xem đúng không? Xem móng anh. Đẹp nhỉ. Bao tiền? Làm móng nhỉ? Làm móng nhỉ? 3. 3,5 triệu. Móng đẹp. Đây là xanh Văn Giang anh. Rồi, chào bác Tín nhé. Chào bác. Vâng, chào xanh đại Văn Giang. À đây. Bác tiền xịn. Dáng dấp đẹp. Chủ ấy bao tiền? 2,5 triệu. Múc con này hay. Con này về chung ấy chứ đúng không? Này. Xuyên hết. Xuyên ra. Bên này thì là móng đây. Con đấy là móng. Móng đẹp. Sáng như là tóc rối rồi kệ. Đấy, bệ biết phun ra chuẩn đấy. Con này trông được thì con này phun rất cổ thụ. Nó cũng già đấy. Nó già. Đấy, bệ phun rồi đây. Đấy, hợp lý. Ui. Con sẽ có em. Đấy, lá đẹp thế, giờ lại cắt đi à? Vâng, cắt thì không có dùng quá. Nhìn cho rõ. Thì sang khu bên này phía chợ Xuân sắp hết pin rồi cho nên là không quay được nhiều. Đấy. Túc sung túc đầu xuân mua rước lộc về đi. Tí nữa để hỏi là chủ đi đâu mất rồi. Không thấy chủ đâu. Mời ăn đi bố. Ông miền Nam có gọi không bố? Chưa gọi, chưa gọi. Chưa gọi à? Ông 6 em về rồi mày. Ông 6 thế. Có cái dối hay nhỉ. Ấy.
cây nào vừa bảo 5 triệu đấy bố? Bóng đẹp nhỉ. Đây cái xe con tay con hỏi rồi. Đây. Thì bảo là ông có thấy ông hỏi hỏi cái đấy không? À, tay ông miền Nam cũng mà. Đúng, miền Nam. Chẹp ông ấy hỏi số mà. Chứ thì gọi. Đây là vào trong một phố đô mà. À đi. Cái này hôm trước quay rồi. Cái là vẫn giữ 15 triệu đúng không? Ừ. Ôi, khoan đã. Anh đi mua gì đi. Vâng, anh mua tầm đi đi ạ. Cây này thì mấy đồng nhỉ? Vừa nãy bảo quên mất 5 triệu. Ở đấy là làm. Là dạ, thích thước cao. 5 triệu. Ui, Cúc mốc. Sao không hàng hết này? Đây à, anh mang đi đây à, hay là ai đây? Chú Văn Quạch. À đi. Cúc mốc, đôi cúc mốc. Đôi này trước Tết thấy bày rồi. À đây có cái dâu to. Cái dâu tầm to. Cái xuân thì mình chả mua thì cũng hạn chế hỏi giá. Đấy. Đi qua cây sách cổ anh nhớ. Đẹp đấy. Để biết. Cái này là báo giá là bao tiền đấy ạ? 18 triệu. Con xa tí ô tô là tông chết. Đấy, thấy chưa? Có cái ô tô vừa đi qua. Rồi, vào, ập vào. Rất xích nhỉ, sạch sẽ nhỉ. Mang duy nhất ông này đi chưa? À, thế. Ui, quả to ghê nhỉ. Rất to. 090 rất hoàn thiện rồi. Đẹp nhà của em rất đẹp. Cả số nhà cả năm sinh. Không? 18 triệu. Cao độ mét. Này, để viết. Nhìn cái quả khế này phê. Phê. Ra mặt sau xem nào. Đây có cây xanh xanh um đá. Tấm thủy đây. Quay nốt mặt sau rồi. Mặt này cũng đẹp. Hai mặt đều đẹp. Giờ có cây lộc vườn nào có hoa mùa này không? Có cây có một có cây cây lộc vườn mùa này có hoa thế này. Đẹp kìa. Xanh dáng cổ rất kìa. Dáng cổ đẹp.
sạch sẽ thế. Cái suối này cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Quá đẹp. Vừa nãy bảo là bao nhiêu tiền chứ nhỉ? Bảo nó 1.500.000, nó đang mà nó bảo 1 triệu, nhưng mà nó lại ngâm nghĩ nó mà đi tí nó quay lại. Hỏi đâu được rẻ hơn nữa đâu, đúng không? Dưới. Xe chậm quá. Đấy, ra chỗ khiển máy phim tí. Cặp đôi sung. Cặp đôi sung 3 triệu đấy. Chơi cái sung này hay quá. Rất cục kịch. Rất cục kịch. Sung chiếc rằm rất đẹp. Được thấy cái chậu đi. Chiếc là chưa thấy quả. Xì búp đỏ, xì búp hồng, búp rất hồng. Mùa sau Tết mình khai xuân thì mua những cái cây nó lộc lá tí, vui. Cây lộc vừng, lộc vừng khô. Bên này đang bán ngũ sắc, hoa ngũ sắc. Lộc vừng. Đi ở trong quay các bạn. Cái lộc vừng. Các chủ đang bận điện thoại nên không hỏi được. Hỏi được mỗi cặp sung 3 triệu kìa. Ra Tết mua lộc vừng, mua sung, mua túc, mua những cây con lộc màu đỏ rất là thích hợp các bác ạ. Khai xuân nó ít cây thôi.